Nam Bình Dương. Tiêu chí lại ra là nơi khám chữa đến, phòng phụ nữ mang thai, điều trị dự phòng mẹ sinh con và bệnh nhân HIV chủ yếu là phương pháp thu nhập và phương thức số liệu là các đối tượng được chọn sẽ được mời trả lời bộ câu hỏi sọt sẵn tại phòng khám ngoại trú. Các thông tin khác sẽ được thu thập trong hồ sơ bệnh án và được sự chấp thuận của bệnh nhân, trung tâm y tế dự phòng và trường hợp phòng khám. Số liệu được nhập bằng phần mềm Epidata 3.1 và được phân tích bằng phần mềm Stata 13.0. Và về kết quả là các yếu tố liên quan bắt đầu điều trị HIV mô hình COVID-19. Với cái bản tên có kết quả là nghiên cứu của chúng tôi đã tìm thấy mối liên quan giữa tuổi với bắt đầu điều trị HIV mô với những bệnh nhân nhóm tuổi từ 31 đến 49 tuổi có nguy cơ điều trị HIV mô hơn 4,74 lần so với những bệnh nhân từ 30 tuổi trở xuống. Kết quả này tương tự với các nghiên cứu khác trên thế giới. Điều này cho thấy những bệnh nhân trẻ có thể ý thức về bệnh cũng như điều trị sớm không cao hoặc do còn trẻ nên họ chưa biết cách xử lý cũng như chấp nhận. Đây là vấn đề mà đối với chương trình chăm sóc điều trị cần quan tâm, cần có biện pháp đưa nguồn thông tin về bệnh và điều trị đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên. Chúng tôi còn tìm thấy mối liên quan giữa trình độ với bắt đầu điều trị HIV muộn. Kết quả cho thấy những người có trình độ học vấn càng cao thì có khả năng bắt đầu điều trị HIV sớm hơn. Và kết quả này cũng tương tự với nghiên cứu tại Bắc Ethiopia và Zimbabwe. Điều này cũng hợp lý, thường những người có điều trị bệnh nhân có trình độ học vấn cao thì họ thường là những người có kiến thức và hiểu bệnh về bệnh nhiều hơn. Họ sẽ được tiếp cận với những thông tin kiến thức dịch vụ y tế sớm hơn nên sẽ họ sẽ tìm thấy dịch vụ y tế sớm hơn, tiếp cận điều trị sớm. Và nghiên cứu ghi nhận nguy cơ bắt đầu điều trị HIV muộn ở những bệnh nhân có vợ chồng hoặc bạn tình là thấp hơn so với những bệnh nhân còn độc thân. Kết quả này của chúng tôi khác so với nhiều nghiên cứu về chẩn đoán chăm sóc điều trị muộn của bệnh nhân HIV khác trên thế giới. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tình trạng hôn nhân không hề liên quan đến tiếp cận chăm sóc HIV muộn của bệnh nhân, nhưng nghiên cứu về tiếp nhận chăm sóc HIV muộn tại Lima, Ethiopia cho kết quả tương tự với nghiên cứu chúng tôi. Những bệnh nhân đã ly hôn, ly thân có nguy cơ tiếp cận muộn hơn so với những bệnh nhân có vợ chồng là 3,71 lần. Qua đây có thể thấy người thân hay nói đúng hơn là những người thân cận có thể chia sẻ, có vai trò quan trọng cho việc hỗ trợ, chia sẻ giúp bệnh nhân tích cực hơn và tìm đến chăm sóc điều trị sớm hơn. Bệnh nhân ở nhà thuê có nguy cơ bắt đầu điều trị muộn là cao hơn so với những người bệnh nhân ở nhà riêng và so với nghiên cứu về tiếp cận chăm sóc HIV muộn ở Nam Ethiopia thì là tương tự. Nghiên cứu này cho thấy những bệnh nhân ở nhà thuê thì có nguy cơ tiếp cận điều trị muộn so với tới bệnh nhân có nhà riêng là 2,5 lần. Còn về nghiên cứu của Jima Ethiopia thì cũng khảo sát những yếu tố này nhưng kết quả là không có mối liên quan này. Và điều này có thể lý giải là những bệnh nhân ở nhà thuê thường là những bệnh nhân có khả năng tự chủ về tài chính hay một phần ít hay có trường hợp là dựa hoàn toàn vào ai. Đồng thời những bệnh nhân ở thuê họ ít có quan hệ xung quanh, mặc dù đối tượng này có thể nhận được sự hỗ trợ kém nhưng ngược lại họ lại dễ dàng che giấu tình cảm của mình hơn nên có thể tiếp cận điều trị sớm hơn. Nghiên cứu chúng tôi đã tìm thấy về mối liên quan giữa lý do làm xét nghiệm với bắt đầu điều trị HIV muộn với những bệnh nhân có lý do làm xét nghiệm là không có triệu chứng bệnh lý liên quan nghi ngờ HIV có nghi ngờ điều trị HIV muộn hơn với những bệnh nhân có triệu chứng. Kết quả này là ngược lại với các nghiên cứu khác trên thế giới với những người có triệu chứng khi chẩn đoán có nguy cơ tiếp cận muộn hơn so với không có triệu chứng. Và nghiên cứu tìm thấy mối liên quan giữa tiết lộ tình trạng HIV của mình với bắt đầu điều trị HIV muộn. Với những bệnh nhân không có tiết lộ tình trạng HIV của mình thì bắt đầu điều trị HIV muộn hơn. Kết quả này tương tự với các nghiên cứu khác trên thế giới cho thấy những người không có tiết lộ tình trạng HIV của mình cho một ai khác có nguy cơ tiếp cận với chăm sóc và điều trị HIV muộn hơn với những người đã từng tiết lộ về tình trạng của mình. Điều này có thể giải thích với những người có tiết lộ tình trạng HIV là những người có thể cởi mở hơn, cũng là họ được sự quan tâm hỗ trợ từ xung quanh hơn, do đó họ tiếp cận điều trị sớm hơn. Ngoài ra còn yếu tố tình trạng HIV của vợ biết tình trạng là nhiễm HIV của vợ chồng hoặc bạn tình của bệnh nhân có mối liên quan với bắt đầu điều trị HIV muộn. Kết quả này tương tự với kết quả nghiên cứu tại bệnh viện Nekemte Đông Moriga Ethiopia cho thấy những bệnh nhân không có hoặc không biết bạn tình mình nhiễm thì có nguy cơ điều trị muộn hơn với những bệnh nhân có bạn tình nhiễm HIV lần lượt là 4,57 và 3,46 lần. Khi so sánh tỷ lệ các bệnh nhân nhiễm trùng cơ hội giữa nhóm bắt đầu điều trị HIV muộn với nhóm so sánh thì chúng tôi nhận thấy rằng ở nhóm bắt đầu điều trị HIV muộn cao hơn
với mô hình thừa quy ra huyết đã kiểm soát, với các yếu tố trong nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân có nhiễm trùng cơ hội kèm theo nguy cơ bắt đầu điều trị ADN nhiều hơn so với những bệnh nhân không nhiễm trùng cơ hội. Bệnh nhân nhiễm trùng cơ hội là những bệnh người có miễn dịch kém, và thường những bệnh nhân này không biết mình bị nhiễm HIV đến khi họ có triệu chứng và đi khám. Vì vậy khi phát hiện ra thường ở giai đoạn bệnh đã để hoặc miễn dịch suy giảm kém. Về bàn luận là cái điểm mạnh của là thiết kế vật chứng nghiên cứu viết tranh và được phòng phỏng vấn được xếp kín đáo, tuân thủ theo những điều lệ về ý đức trong nghiên cứu học. Sau điểm hạn chế là bản có thông tin là khá nhạy cảm, nghiên cứu chỉ thu lập được số liệu ở phòng khám ngoại trú và chỉ ở một phòng khám. Những thông tin ở quá khứ thì lâu lên làm bệnh nhân sẽ nhớ sai và kết quả sẽ đẹp thông tin. Các yếu tố ảnh hưởng đến ADN muộn ở người nhiễm HIV là có như thế này, là còn có nhóm tuổi, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, nơi ở, tiết lộ việc nhiễm bệnh và lý do làm xét nghiệm, vợ chồng, tình nhiễm HIV, nhiễm trùng cơ hội thì bắt đầu đi khám. Và tại trung tâm y tế thì bệnh nhân được thực hiện và đánh giá các xét nghiệm HIV thường quy ở bệnh nhân bệnh mãn tính, và xét nghiệm và điều trị là liên kết. Các quý vị đó là liên kết ở phòng xét nghiệm và điều trị là liên kết chặt chẽ và cho hỗ trợ bệnh nhân hòa nhập cộng đồng, tập huấn về lợi ích điều trị ADN sớm cho nhân viên y tế. Việc ở cộng đồng thì hỗ trợ về thông tin HIV, cung cấp làm các xét nghiệm nhanh của HIV, và nghiên cứu phải chọn nhiều địa điểm hơn, độ mẫu lớn hơn, và sau đó là xem vào các yếu tố như ưu tiên, kỳ thị, hỗ trợ xã hội và kết hợp định lượng và định tính. Em xin tự cảm ơn các bạn. Rồi bây giờ chắc xin mời các nhóm của mình đó, mình sẽ có ý kiến bổ sung thêm trong cái bài trình bày của mình hay không ha. Sau khi mà các nhóm mình có ý kiến xong rồi, lúc đó là xin mời chủ quốc tự kiến trước, tôi tự kiến sau, rồi mời bạn Hào qua chốt cuối cùng nha. Bây giờ mời cái nhóm đầu tiên đi, nhóm của Trọng, bổ sung thì xem cho lại không là bổ sung cho mọi người nói là dễ thương ạ.